Tuần vừa rồi trôi qua thật nhanh phải không mọi người? Chúng ta lại gặp nhau tại tập 5 của 5 phút bí thuật bóng bàn. Những tập đầu tiên chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu về những cách chống rổ lốc bóng bổng hiệu quả tức thì rồi. Hy vọng là các bạn không còn sợ độ cao nữa khi xem các tập đó. Muốn xem lại thì các bạn có thể bấm vào cái link tập 1234 mà mình để trên bài viết nhé. Rồi, tuần này mình sẽ đổi món cho các bạn đỡ ngán nha. Mà có khi là các bạn sẽ rất thích luôn đấy. Chủ đề tuần này đó là 101 kiểu giao bóng xoáy đến rất xoáy. Đó, nghe tên là đã thấy rất là đã rồi ha, rất là phấn khích. Phần 1 của chủ đề này thì chúng ta sẽ đề cập đến những loại xoáy cơ bản và các kiểu giao bóng xoáy trong bóng bàn. Để dễ hình dung về các loại xoáy thì các bạn hãy tưởng tượng quả bóng đó là một cái mặt phẳng hình tròn, giống như là cái đồng hồ treo tường ở nhà chúng ta vậy đó. Bây giờ trên đó sẽ có những cái mốc giờ như các bạn thấy trên hình đúng không? Chú ý là mình đang mô phỏng cái chiều xoáy đối với người chơi là hệ tay phải nha các bạn. Tay trái thì cũng chỉ cần ngược lại thôi, không có gì khó. Chiều xoáy thứ nhất mà mình muốn giới thiệu với các bạn đó là xoáy xuống. Các bạn tiếp xúc ở điểm 7 đến 8 giờ ở góc quay này thì sẽ tạo được xoáy xuống nha các bạn. Thứ hai đó là xoáy lên. Các bạn sẽ tiếp xúc bóng ở điểm 10 đến 11 giờ. Nếu các bạn tiếp xúc ở điểm 10 đến 11 giờ thì các bạn sẽ tạo được xoáy lên cho quả bóng của mình. Tiếp theo đó là quả xoáy ngang. Để tạo được xoáy ngang thì các bạn sẽ tiếp xúc vợt vào bóng ở điểm 9 giờ. 9 giờ nha các bạn. Đây là những cái lưu ý khi mà các bạn giao bóng. Cái này khá là quan trọng nha. Tiếp xúc bóng thật là mỏng, mỏng nhất có thể để tạo xoáy. Bạn hãy tưởng tượng là có một cái con kiến á, nó bò ở trên đó và hãy cố gắng chạm lấy con kiến, chứ đừng cố gắng chạm qua bóng nha các bạn. Thứ hai, đó là khi miết bóng, các bạn hãy miết bóng thật là nhanh, đừng lưỡng lự. Nếu các bạn miết bóng càng nhanh, bóng sẽ càng xoáy và ngược lại thôi. Các bạn miết bóng càng chậm thì bóng sẽ càng không xoáy. Mình làm ngay một ví dụ cho các bạn thấy việc tiếp xúc bóng càng nhanh càng xoáy là như thế nào. Các bạn thấy ở đây á, mình giao bóng xoáy xuống. Nếu mình tiếp xúc đủ nhanh, bóng đã có thể quay lại. Các bạn có thể thấy quả bóng có thể xoáy quay ngược lại vì nó nhận được đủ xoáy của mình. Còn nếu mình chỉ chạm nhẹ vào bóng thì bóng sẽ không còn nhận được đủ lực và đủ xoáy, và bóng có khuynh hướng là đi thẳng tới phía trước. Các bạn có thể thấy rất là rõ trên cái video này. Rồi, chúng ta sẽ có hai điều cần lưu ý để các bạn có thể giao bóng thật là xoáy. Đó là miết bóng thật là mỏng khi tiếp xúc. Thứ hai đó là miết bóng nhanh nhất có thể để tạo ra được nhiều xoáy. Phần tiếp theo, mình sẽ đưa các bạn đến với lại các kiểu giao bóng. Đầu tiên đó là giao bóng xoáy xuống. Tiếp xúc bóng theo chiều từ trên xuống dưới và từ sâu tới phía trước nha các bạn. Thứ hai đó là tiếp xúc vào điểm 7 giờ đến 8 giờ. Thứ ba, các bạn có thể quan sát được khi chúng ta tạo ra đủ xoáy thì khi bóng chạm vào vợt đối phương sẽ lập tức đi xuống. Thứ tư, quả giao bóng này sẽ làm cho đối thủ rất là khó tấn công. Đây là những cái quả giao bóng xoáy xuống cơ bản. Đầu tiên đó là giao bóng xoáy xuống thuận tay. Thứ hai đó là giao xoáy ngược thuận tay. Thứ ba đó là giao mổ xoáy xuống thuận tay. Thứ tư là giao trái tay xoáy xuống. Thứ năm đó là giao bổ xoáy xuống ha. Đó là những cái quả giao bóng xoáy xuống. Tiếp theo đó là xoáy ngang. Để được giao bóng được xoáy ngang thì các bạn phải miết bóng ở điểm 3 giờ hoặc là 9 giờ. Phần đầu mình có giới thiệu về cái này rồi. Tiếp theo đó là các bạn phải giữ cái góc vợt của mình đứng lên so với mặt bàn để các bạn sẽ dễ tạo xoáy ngang hơn so với lại khi mà các bạn không để mặt vợt đứng lên so với mặt bàn. Quả bóng xoáy ngang này nó có quỹ đạo cong khi nó bay sang bàn đối phương nha các bạn. Phương vợt các bạn đi từ hướng nào thì bóng nó sẽ xoáy ngang theo hướng đó. Nếu phương lực của các bạn đi từ bên phải qua bên trái thì quả bóng nó sẽ có khuynh hướng đó là cong từ bên trái qua bên phải. Ngược lại thôi, nếu các bạn đi từ bên trái qua bên phải thì quả bóng sẽ có khuynh hướng bay cong từ bên phải qua bên trái. Đó, chỉ có vậy thôi. Mình sẽ giới thiệu cho các bạn những quả giao bóng xoáy ngang. Đó là giao bóng thuận tay xoáy ngang, giao trái tay xoáy ngang, giao mổ xoáy ngang và giao mổ xoáy ngược. Cuối cùng đó là giao xoáy ngược, hay còn gọi đó là quả giao bóng lắc ngược nha mấy bạn. Tiếp theo đó là quả giao bóng xoáy lên. Đây là quả giao bóng khá là nguy hiểm cho chính bạn, bởi vì các bạn rất là dễ bị tấn công trước. Nhưng nếu giao đủ tốc độ và bất ngờ thì đó sẽ là một quả giao bóng lợi hại. Các bạn sẽ tiếp xúc bóng ở điểm 10 đến 11 giờ. Động tác kéo từ thấp lên cao, miết vào bóng, làm cho bóng xoay theo hướng từ dưới lên.
Các bạn có thể xem cái video này để các bạn có thể thấy được cái chiều xoáy của dao bóng xoáy lên, nó sẽ bay cái quỹ đạo như thế nào. Đây là những cái kiểu dao bóng xoáy lên. Đầu tiên đó là dao thuận tay xoáy lên, tiếp theo đó là dao trái tay xoáy lên, và cuối cùng đó là dao mổ xoáy lên. Đó là những loại xoáy và kiểu dao bóng xoáy cơ bản trong bóng bàn. Các bạn chú ý giùm mình, đó là nếu muốn dao bóng xoáy nhớ lấy hai điều này: một là chạm bóng thật là mỏng, hai miết bóng thật là nhanh. Ngoài ra thì còn rất nhiều kiểu xoáy cao cấp khác như xoáy ngang xuống, xoáy ngang lên, xoáy trụi. Và chắc chắn là các bạn cũng muốn được hướng dẫn kỹ hơn cho từng quả dao bóng, đúng không? Mình hiểu điều đó nên series 101 kiểu dao bóng từ xoáy đến rất xoáy chưa dừng lại đâu. Tuần sau phần 2 sẽ nói đến làm sao để dao bóng xoáy xuống mà đối thủ không đỡ nổi. Nếu các bạn thấy nội dung của kênh phù hợp với mình thì có thể bấm nút subscribe cho kênh của tụi mình nha, để không bỏ lỡ cái tập tiếp theo và cũng để ủng hộ tụi mình luôn. Rồi bây giờ thì chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại các bạn vào lúc 19 giờ tối thứ bảy tuần sau trên kênh Ye Ping Pong On About Table Tennis nhé.